Rồi chào anh Khanh. Rồi chào. Làm cái gì hả? Làm mới về tắm. Rửa cơm chưa? Tắm rồi, ăn rồi. Rồi hả? Buổi trưa hay chưa ăn? Chưa. Đó tôi thấy chưa ăn đó. Rồi bữa nay sao mà điện thoại tôi điện không được vậy? Máy hết pin. Sao mà điện thoại sạc cho nó đầy đầy vô vậy? Bữa nay không có làm đó, rồi cái nằm võng nghe nhạc không à. Giống. Nghe đã rồi ngủ quên luôn rồi hết pin luôn. Ừ, vậy là bữa nay không có làm hả? Không, bữa nay nghỉ. Nghỉ mà đi nguyên ngày luôn. Đó, phụ thầu này kia. Với thầu đâu có về đâu, trở về. Phụ người ta ăn chân làm phụ thầu. Rồi bữa nay nghe thầu nói lãnh lương rồi phải không? Lãnh rồi. Được nhiêu vậy? 1.500. Anh làm mấy ngày? 7.500, mượn hết 850. 7.500, mượn hết 850 hả? Là còn lại 1.500.000 hả? Rồi là thầu đưa luôn không? Thầu đưa rồi. Em có điện cho thầu, thầu nói là bữa thứ hai. Chứ bữa nay là không có tính, bữa nay chắc ổng cũng tính. Bữa nay không có tính, bữa nay không có làm. Thứ hai tuần sau. Nhưng mà thầu cũng nói là mặc dù anh không làm nhưng mà anh phụ ginh này ginh nọ đó. Đúng rồi. Thì nghe nói ông thầu cũng tính cho anh nửa ngày đó. Không, cái chuyện đó chưa biết. Rồi cũng thông báo với anh một tin vui. Thì cái điện thoại bữa hổm anh mua 1.000.000 đó thì nó không đủ để mà cái gì bộ nhớ trong máy để mà tải Viber gì à. Thì bây giờ là cũng có cô Lucy ở bên Úc cũng gửi cho anh là $500, gửi cho anh $500 kêu anh đi đổi máy lại, máy nào có ghi nó bự lớn á để mình tải Viber gì được, để nữa cô điện nói chuyện với anh đỡ phí ha. Thì một chút thì đi con chợ luôn, sẵn dịp này mua thuốc cho anh uống luôn, ho hoài vậy, ngứa cổ họng, muốn ho nữa nè, ngứa cổ họng hả? Rồi một chút đi ra chợ mua thuốc uống luôn đi. Rồi mua thuốc hút, người ta đang cực khổ, đang khó khăn gì, ta mua thuốc rẻ tiền thôi, hút thôi, một gói 10.000 hay gì thôi, rồi đặt hút Hego đó, mắc tiền đó, sang trọng quá. Tại mình bắt chước em của mình không được đâu, em thì nó khác anh xa lắm, nó không giống anh được. Nó kinh tế nó có, điều kiện có. Vậy em mới mua bít tô hút. Mua cái gì gây ghẻ mình hút thôi. Bởi cái thuốc men đó thì nói chung đâu có bổ dưỡng gì đâu, mình hút cái gì mà không được. Cần chi phải hút cái thuốc mất tiền mới hút. Đúng không? Có nhiều mảnh đời khó khăn ta còn có gạo ăn nữa kìa, còn cái đó mình hút mình phì khói ra là hết rồi. Đâu có lợi ích gì đâu. Vậy là bữa nay không có đi làm, chỉ đi phụ giúp kinh này cái nọ thôi phải không? Phụ này kia thôi. Rồi hơn nữa cái điện thoại á, đâu phải sạc đầy pin nha, lúc nào em điện cũng phải được nha. Rồi. Tại vì anh không được giống như người ta, rồi phải điện rồi nhiều hỏi thăm anh coi làm như thế nào, có làm hay không, ở đâu về đâu. Rồi, em hiểu. Trong công việc làm thì nói chung là anh làm thì em cũng không muốn làm phiền, nhưng mà em cũng phải điện hỏi thăm. Điện là phải bắt máy. Đúng. Tại vì anh thì khác người ta xa lắm, nhiều khi trong công trình lỡ anh làm rồi có chuyện này chuyện nọ nữa, em cũng phải biết đường để mà xử lý thì hoặc là em chạy lên. Còn mà tự nhiên điện mà không được ở nhà cũng lo hồi hộp lắm chứ đâu phải là không lo. Không biết anh như thế nào, làm sao điện không bắt máy. Rồi hơn nữa một lúc nó sợ anh đi nhậu, nó có tiền cái anh đi nhậu bảy bả là rồi xong luôn. Rồi hơn nữa em cũng nói anh nghe nè, em giám sát anh là vì tốt cho anh chứ không phải là cái gì. Anh đâu có nghĩ gì đâu. Giám sát anh chặt chẽ vậy để anh nên người, để anh sau này anh phát triển tương lai. Rồi tiền bạc á, là em giám sát chặt chẽ như vậy là không cho anh xài phung phí. Anh hiểu. Gắng xài tiết kiệm mà tặng hạ tiện vô, những cái gì cần mua thì mình mua, những gì không cần mua cũng chẳng cần mua làm gì. Để tiền dành dụm đó được nhiều nhiều, cái bắt đầu đủ tiền, đủ có tiền rồi bắt đầu mình đi mua một chiếc xe, là mua một chỉ vàng vậy đó, mình đeo mình có tài sản. Rồi sau này mình có tiền có bạc mình xây dựng cái đời sống mình lên, xây dựng tương lai mình lên. Chứ nhiều khi anh có tiền vô có bắt đầu là anh cứ thấy đồng tiền có trong người, bắt đầu anh xài phung xài phí kìa, bắt đầu lúc đó rồi bắt đầu mình cứ làm quần quật suốt ngày suốt tuần suốt tháng vậy, rồi xong cái tiền cứ tiêu xài hết, cuối cùng cũng có gì, chỉ có mình đi làm, chỉ làm rồi không hết. Làm rồi hết đâu có dư. Thì anh nhớ là phải xài tiền, mình cái gì mình cần thì mình xài, cái gì không cần thì thôi.
chứ không phải là mình ý cho người, mình có tiền rồi mình muốn xài mình xài, mình muốn làm gì mình làm đâu được, mình xài cái đó nó có lợi ích cho mình hay không mình mới xài chứ. Đúng rồi. Em nói đúng không? Đúng đúng. Hơn nữa anh cũng chuẩn bị gắn làm dành dụm tiền nhiều nhiều đi, cũng bắt đầu lên thăm vợ rồi. Mình một anh người nghe lời em mà. Mình là một đó. Người chồng, một người cha, mình lên thăm vợ thì có cũng có quà cáp trong tay. Đúng rồi. Chứ đâu có phải đi mà không không mà đi như vậy được. Ừ. Nhiều khi đi cái đi lên thăm con á, con nói ờ cha lâu quá rồi lên thăm con cháu có quà gì tặng con, lúc đó không có gì thì nó cũng kỳ lắm. Gì ừ. Ít nhất thì cũng phải mua cho con bộ đồ hay là một đôi dép hay là cái gì đó. À. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà anh xài phung phí rồi bắt đầu không có tiền mua rồi làm sao? Bởi vì phải cố gắng xài hạ tầng hạ tiện lại xài cho nó hợp lý vô. Ừ. Thì bữa hổm là anh em giữ cho anh 700 ngàn rồi anh cứ lấy mua cơm mua thuốc này nọ đó là hết 360, em còn giữ anh đây 340 á. Rồi bữa nay là lãnh được được nhiêu anh muốn giữ hay là cho em giữ? Cho em giữ. Rồi cho em giữ nhiêu? Cho em giữ 1 triệu. Thì giữ 1 triệu chứ thôi là hồi anh còn được 400 mấy đó, anh cho 300 cho má 100. Ừ. Nè, em giữ 1 triệu nè. Nè. Thưa cô chú anh chị thì Cường cũng xin nhận số tiền anh Khanh gửi là 1 triệu nè. Với bữa hổm 340 là tổng cộng Cường giữ tiền cho anh Khanh là 1 triệu 340 ngàn nha cô chú anh chị. Cả nhà. Rồi anh Khanh này vậy là em giữ thêm 1 triệu này nữa là em giữ tiền cho của anh là 1 triệu 340 ngàn nha. Rồi đúng rồi. Đó. Có một tuần á, một tuần anh cứ gửi cho em giữ 1 triệu, có một tuần em gửi anh gửi cho em một giữ 1 triệu đi. À, ha. Rồi. Rồi anh tính đến 4 tuần là được 4 triệu rồi. Ừ. Rồi bắt đầu đến thứ 4 tuần là 4 triệu, cái 4 cái tháng sau 4 tuần 4 triệu là được 8 triệu rồi. 2 tháng là mình được dư 8 triệu rồi đó. 8 triệu thì mình 3 tháng được 12 triệu, anh thấy 12 triệu đó. Ví dụ như anh mua một chiếc xe nào mà nó rẻ rẻ thì cũ đó. 3 4 triệu là mình có xe mình đi tới đi lui cho nó khỏe rồi đó. Đúng rồi, khỏi gian ta. Ừ, khỏi làm phiền ta. Đúng rồi. Em nói đúng không? Đúng đúng đúng. Rồi mình xài xong mà cho nó rồi ba cái nhậu nhẹt em nói anh nghe nè, chiều gì em nói rồi, chiều gì thì làm một xỉ rồi ăn cơm. Rồi. Thì đó. Rồi là hôm bữa thầu kêu thứ bảy thầu dắt đi nhậu thôi. Bữa cô sơ Lucy cho đồ đó em nhận, anh biết em nhận từ mấy giờ, em nhận từ 2 giờ là 2 giờ chiều em nhận rồi. À. Nhưng mà em không xé thùng, em cũng không có gì hết, em để đó đó, em để chờ đợi anh gì ở đây xé, anh em mình xé. Nhưng mà cái ông đợi anh hoài, anh hoài điện anh nói chút gì, điện anh nói chút gì mà một chút của anh một đống một làng đó, em đợi hoài để tới tối thôi chịu không nổi. Không biết đợi anh chừng nào. Tại vì em có điện cho ông thầu, điện cho anh nói đợi một chút anh về đó. Là em điện cho ông thầu rồi, ông thầu nói dắt anh đi ăn. Đó, em mới nói với anh thầu, ông thầu luôn, nói là anh ơi cho anh ăn thôi đừng cho anh nhậu nghe, anh nhậu là anh hư á. Anh tại vì anh lúc mà anh té xe anh bị thần kinh đó nên anh nhậu vô là anh căng dây là mệt lắm á, mệt lắm. Anh nói cho ăn thôi chứ không có cho nhậu. Rồi bắt đầu đợi anh hoài không thấy, em mới xé thùng ra rồi em mới chia này nọ, em cũng để mấy hộp ở đây để cho mẹ nấu cho anh ăn đó. Hộp của đồ của thịt gì đại đông hộp của cô Lucy gửi cho đó. Rồi cô Lucy cũng gửi cho hai cái tiếp kem sức ngứa, anh có sức không? Có. Hay không? Sức cái đây nè, ngứa. Ừ. Sức 2-3 lần rồi. Cái đó là rồi nó bị vô ngủ sức nữa. Ờ đó, thấy nó đâu có còn mà bong chóc người đó nữa đâu. Ở đó bong chóc thì ghê. Sức mấy chỗ này nè, gãi nè. Cái đó là anh bị dị ứng với xi măng hay sao? Dị ứng xi măng á. Ừ. Gãi nó ngứa rồi giờ sức vô cũng bớt ngứa lại rồi. Ừ. Nhỏ nhiều. Đêm nào cũng sức hết á. Rồi tóc cũng hơi dài rồi đó. Chứ bát còn ngắn mà. Ừ. Để gán hết tuần này đi, tuần sau đi hết. Ừ, tuần sau hết cậu 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 gì ra. Ừ. Rồi một chút nữa thì đi ra ngoài chợ mua thuốc uống luôn đi. À. Rồi kêu hai dịch luôn đi, sẵn dịp tới cuối tuần rồi. Kêu hai dịch đi rồi bao hai dịch ly cà phê nên nhiều khi cũng ở nhà đi cũng đỡ, có hai dịch cũng đỡ, em thì đi quay tối ngày vậy đó. Không gầy đi rủ hai dịch đi uống cà phê hoài vậy. Ừ. Ừ. Hai dịch về chuyện làm mai làm mối hay lắm, ngoài em thì gai gú thì hồi rủ hai dịch đi, hai dịch có đi không? Chắc phải đi rồi. Ừ, rồi đi rồi. Rồi sẵn dịp rồi đi mua thuốc uống, thuốc của anh bị cái cổ anh bị sao ho sao đi nói cho người ta để người ta biết, người ta cộng thuốc. Nước cũng họng à. Ừ. Nước cũng họng cái ho. Đi nói cho người ta đi rồi người ta cộng thuốc cho chú. Ờ. À.
rồi kêu Hai Dịch, Hai Dịch có nhà không biết nữa. Hai Dịch ở nhà hả? Kêu Hai Dịch có bị. Hai Dịch hay lắm, ví dụ cho mà cua gái hay là chọc gái về hay lắm. Em thì dở cái vụ đó, em dở lắm. Dở. Thiệt. Giờ không nói nữa. Em thì nói chung là không có ở đây mà trực tiếp 24/54 này, cô sẵn dịp đây cũng nhờ Hai Dịch ở đây ở nhà. Bữa nào Hai Dịch đi quay với em hoặc đi với Minh Dương thì Hai Dịch đi, còn không đi thì Hai Dịch ở nhà thì cứ hoặc chiều tối vậy nè, thì anh đi làm gì rồi tắm rửa cơm nước á, thì cũng có Hai Dịch qua rồi nói chuyện chơi uống cà phê này nó cũng được. Còn em thì đâu có thời gian đâu, đi quay gì rồi ghé thăm anh chút xíu vậy coi anh làm gì chưa rồi cơm nước hay như thế nào xong có rồi anh phải chạy về nhà rồi. Thế em đi có khi tối ngày đi có khi 6-7 giờ hoặc 8-9 giờ mới về chứ đâu phải đi về liền, đi đường xa mà. Cái việc làm của anh. Nhưng mà nhớ em nói lần này lần cuối nha, nhớ nha, cái điện thoại lúc nào em điện không phải bắt máy nha. Thì em điện lần nào không bắt máy đâu, đã hết pin thôi. Bữa nay em thấy em nhìn thấy là đâu gần 6 giờ rồi đó, không thấy gì à. Em mới điện cho anh, điện theo bao quý khách rồi em điện cho ông thùng thùng máy bận nó cái gì với trời. Hay là xung nhau thứ rủ nhau đi nhậu nữa rồi trời. Có đâu. Rồi sau một hồ cái em điện cho ông thầu nữa, em điện cho Minh Dương mới xôi, em hỏi anh Khánh về chưa nữa kìa. Minh Dương nói chưa. Rồi em điện cho thằng cái thằng em trai gì mà bữa hôm trở lại đó. Em điện luôn. Em có số mà. Máy nó hết pin luôn. Em điện luôn, em điện còn không được theo bao rồi em mới điện cho anh của em trai luôn. Điện anh của em trai đó em hỏi là ủa em Trân đi làm hồi chung với anh Khanh về chưa hồ chưa cưng. Cái anh của em trai đó nói là chưa có gì thì ơi, chưa có gì à, chờ thầu rút tiền á. Dạ. Ra ngân hàng chờ rút tiền á. Dạ, anh mới nói trời ơi, trời sắc nhậu nữa gì mà chưa về. Cái anh mới điện cho ông thầu thêm lần nữa thì ông thầu bắt máy, ông thầu nói về rồi mà bữa nay không có làm đi phụ anh ginh bao bao xi măng với mấy tờ này nọ thôi chứ không có làm. Đúng rồi. Ông thầu nói vậy đó. Thì em hỏi anh Khanh về chưa anh. Ông thầu nói về rồi, anh về chắc tới nhà đó mà anh mới chở tới chỗ cống anh bỏ anh xuống chỗ đó anh lội bộ vô nhà đó cưng là anh mới chạy xe lại đó. Lại rồi hỏi anh, bắt đầu anh thấy anh ngồi trên xe mà nó hỏi anh bực, lúc đó anh bực á. Điện không được rồi không biết anh như thế nào, vừa sốt ruột mà vừa bực bội nữa. Anh không tin anh hỏi em điện thằng em trai chở anh nè, rồi điện cho thằng anh cha anh của thằng em trai đó, rồi điện cho ông thầu, rồi điện cho anh, điện cho Minh Dương, điện tùng luôn còn la, tại vì điện anh đâu có được. Điện cho Minh Dương, Minh Dương nó chưa về nữa. Một lớp thì mình hồi hộp là không biết tại sao như thế nào, đi làm không biết làm sao, rồi hơn nữa sợ anh đi nhậu nhẹt nữa thì là xong luôn. Làm chưa là phụ được vô làm có chút xíu à. Cái không có cái máy tè để tè đồ lên. Đó rồi cái đầu làm đâu khoảng chừng được tiếng đồng hồ, tiếng mấy gì đó, cái đầu thầu máy điện lại điện cho thằng em nó kêu đi xuống đi nghỉ làm đi, đồ máy hư rồi không có làm được. Đó rồi mới xuống, hai chồng kia mới về, còn lại ba chú cháu ngồi chờ thầu nó về tới. Cái thằng thầu nói thôi mày chở Hi Canh về đi, cuối cùng Hi cũng không chịu về luôn. Phụ dọn đồ xong rồi hết rồi cũng không chịu về luôn, ở lại luôn. Ở lại rồi đợi tới cái máy bơm máy tè đó, rồi cái thằng thầu mới đưa tiền cho thằng em nó đi thằng cháu đi mua thùng bia. Cũng đem lại công trình uống luôn, đem lên quốc lộ 2 á chỗ Hi làm đó, cũng đồ ăn cơm á dọn ra uống, rồi uống cuối cùng bốn thầy cháu uống sạch hết thùng bia luôn. Rồi xong nằm người giỏng ngủ. Ngủ chờ đấy mấy tài về. Mấy tài về rồi ginh mấy tài lên, hai cháu ginh lên. Rồi phụ gáp rồi xong rồi chờ tới 4 giờ mấy 5 giờ rồi đó. Thằng thầu rút tiền đó, đi rút tiền đó. Rồi đầu chạy ra ngoài chờ tới 5 giờ mấy luôn. Hèn chi. Đó mới lâu vậy đó. Rồi giờ mới mốt vậy đi làm lấy cục xài theo luôn đi. Không, máy của Hi nó không có hết pin gì đâu, tại mình nằm giấc trưa nghe nhạc đó. Thì nó hết pin luôn hay sao? Chứ đâu hết pin đâu. Thì thôi cái gì cũng lỡ, mấy muốn có kinh nghiệm nha. Rồi. Đừng có để hết pin nữa, nhiều khi người ta điện không được, người ta bực bội lắm á. Đổi máy không biết như thế nào, nhưng mà anh mà bình thường như bao người khác thì em phải lo đâu. Anh không có được như người ta. Đúng rồi. Anh thấy chững vậy thôi, nhiều khi buông lỏng anh một thời gian, buông lỏng anh trong vòng khoảng 1-2 ngày thôi không kiểm soát, anh thử coi anh mà không đi nhậu nữa mới sợ á.
có đi nhậu không? Không. Chắc ăn không? Thiệt mà, từ bữa tới giờ đâu có đi nhậu đâu. Rồi thí dụ như một ngày nào đó em không quản lý anh, không giám sát anh nữa thì vẫn như cũ à? Vẫn như vậy hay sao? Vẫn như cũ hay là dưới cũ như ở dưới kia đây? Cũ đây nè. Dạ. Yeah. Ừ. Chắc ăn không? Chắc. Để em xem nghe, em xem em không lại hỏi han, không hỏi điện đài cho anh có khoảng 5-10 bữa thứ thì sao? Có uống này hiệu, có uống này hiệu, uống nhạn mình gì đó. Mình xị gì đó. Khi nhiều quá thêm chút nữa. Gì đó à? Không tin hỏi hay vừa thứ thôi. Hai dịch thôi. Hai dịch qua ngồi nói chuyện chơi coi. Một hồi anh với anh Khanh đi chợ ông Huê đây, sẵn dịp mày mua thuốc cho anh Khanh uống luôn. Đưa tiền lái. Thì hồi em đưa. Rồi thôi cũng kết thúc tại đây đi. Thì anh Khanh này cảm ơn cô Lucy đi. Xin cảm ơn cô Lucy. Cảm ơn, chúc cô vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Cô Lucy cũng gửi cho anh 50 đô để anh đi đổi cái phone rồi để anh cài gà bé bờ vô đó. Rồi cảm ơn cô Lucy nhiều. Rồi cảm ơn cô Lucy nhiều, rất nhiều.